Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có $9.99 cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hình 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Hùng ca Việt Nam Cộng Hòa. CD gồm 7 ca khúc hùng ca của Việt Nam Cộng Hòa và 7 karaoke track. Quý vị có thể vào trang nhà sbtnhomeshopping.com để đặt mua hoặc liên lạc 888 500 2018. Giá CD chỉ có $10. Jimmy kính chào tất cả quý khán giả của đài SBTN và mời quý vị cùng đến với chương trình Hành trình âm nhạc. Và mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón nhạc sĩ Trúc Hồ. Chào anh. Chào Jimmy. Thưa anh, lần trước thì chúng ta đang ở giai đoạn là những nhạc sĩ sáng tác những ca khúc nói về dòng nhạc lưu vong như nhạc sĩ Việt Dũng, Nguyệt Ánh. Thì tiếp theo là em muốn hỏi anh về những trung tâm ban nhạc đầu tiên ở hải ngoại. Mà cái lúc đó anh cũng vừa mới qua Mỹ này, thì anh lúc đó có trung tâm nào thưa anh? Lúc đó thì lúc anh mới qua Mỹ thì có trung tâm Thành Lan. Lê Minh Bằng, Mê Bốn Phương, dạ. Đó là những cái ban nhạc mà thời đó mình hay nghe. Với lại anh Tùng Giang, anh Tùng Giang ảnh không có trung tâm thời đó nhưng mà ảnh là một trong những người producer đầu tiên thực hiện những cái ban nhạc cassette. Dạ. Rồi khi mà ảnh thực hiện xong thì ảnh bán hoặc là nhờ trung tâm Thanh Lan nằm trên đường Bô Sa phát hành. Giống như là em có cuốn băng Tùng Giang ở đây, New Wave, Thanh Lan 1, mà ông Tùng Giang thực hiện. Đúng vậy, anh Tùng Giang thời đó ảnh mua máy móc về, ảnh tự làm phòng thâu nhà ảnh. Dạ. Ảnh là một người nhạc sĩ tiên phong về thâu băng ở hải ngoại. Ồ vậy hả? Chứ cả John hay là những phòng thâu sau hết, mấy người đó là John Trinson là từ quen anh Tùng Giang ra hết. Dạ. Hồi xưa từng làm cho anh Tùng Giang. Mà nghe nói là ở đó là 12 trắc hay là 24 trắc ạ? Thời đó chưa có 24 trắc đâu, thời đó mới có 8 trắc à. Rồi sau này mới lên 16 trắc. Dạ. Một trong những phòng thâu mà lên 16 trắc đầu tiên là phòng thâu Anh Tài. Rồi sau này là trung tâm Dạ Lan. Sau khi mà anh Tùng Giang, sau cô Thanh Lan, trung tâm Thanh Lan, Lê Minh Bằng có thực hiện băng cassette nhưng mà nhờ cô Thanh Lan phát hành. Hèn chi em thấy cái cuốn băng Lê Minh Bằng 1 thì phía sau ghi là mọi thư từ giao dịch thì gửi về Thanh Lan. Đúng vậy, thời đó là gia đình của bác Bằng thực hiện. Dạ. Nhưng mà lúc đó họ chưa có trung tâm để họ tự phát hành, họ phải nhờ trung tâm Thanh Lan phát hành. Dạ. Một hai cuốn đầu. Sau này mới thực hiện trung tâm Dạ Lan. Dạ, thì lúc đó Dạ Lan mới tự phát hành luôn. Mà cái lúc đó đó thì các trung tâm thì anh thấy là bán băng nhiều nhưng về năm 90 mấy không, hay là bán băng cũng ít người mua? Thời đó thì chưa có bán nhiều như thập niên 90. Dạ. Nhưng mà cũng bán được. Người Việt Nam mình lúc đó bắt đầu có một số chợ, người ta có làm đại lý mua băng về bán. Dạ. Thời mà anh qua là năm 81 thì một trong những ban nhạc mà rất là nổi và có một cái hướng đi riêng cho mình và thực hiện ban nhạc của mình và phát hành mà làm show luôn là ban nhạc Mê Bốn Phương. Ban nhạc Mê Bốn Phương 81 của anh gia đình của chị Phi Khanh với lại mấy người em anh Quốc Thái. Và ban nhạc đó phần đông là thâu lại những bài nhạc mang điệu theo kiểu mà nhạc vũ trường, basso dóp, bolero, dạ vũ, dạ vũ, nhạc vũ trường theo cái tour đàng hoàng, nhạc tour đó. Dạ. Thì thời đó ban nhạc Mê Bốn Phương rất nổi tiếng. Mà họ có cái phòng trà hay vũ trường nào cố định không? Không, họ chỉ làm ban xong họ bán xong rồi họ nổi tiếng cái họ mới mướn những cái rạp hát lớn hay là convention center, họ làm đem nhạc Mê Bốn Phương rất là thành công. Cái âm thanh thời đó của Mê Bốn Phương là tiêu biểu cho âm thanh đầu tiên của người Việt ở hải ngoại. Ồ vậy hả? Cái âm thanh nó delay nhiều lắm. Nếu mà nghe kỹ là cái thời đó nó vang không hay là nó delay, nó ngộ á. Vậy hả? Nhưng mà rất là nổi tiếng, ai cũng thích hết. Như là Jimmy còn giữ cuốn băng đầu tiên của Mê Bốn Phương. Thì lúc mà sau này em có gặp một số các cô các chú mà qua đây năm 75 á, thì có nói là đôi khi ở xa mà phải lái về quận Cam để đi giữ cái dạ vụ của Mê Bốn Phương thôi. Đúng vậy, cái thời đó là một cái gì đó trendy, nhiều người thích lắm. Mê Bốn Phương là một ban nhạc rất lạ, bởi vì nguyên gia đình này không phải là những nhạc sĩ nổi tiếng chuyên nghiệp trước đó. Đúng ạ. Hoàn toàn là qua Hoa Kỳ, gia đình họ lập lại. Chị Phi Khanh là học nhạc ở trường, anh nhớ không, làm như cao sách Fullerton á. Vậy ha. Thì gia đình đó cũng yêu nhạc, bắt đầu từ gia đình và từ đó từ thâu rồi nổi tiếng. Được mấy cuốn thôi. Sau này thì khi mà những nhà thực hiện ban nhạc như là gia đình của bác Bằng đổi qua Dạ Lan, Làng rồi Văn. Làng Văn rồi Tùng Giang, nhiều trung tâm khác vào thì lúc đó Mê Bốn Phương bớt nổi. Sau đó thì họ lại mở vũ trường riêng cho mình là Majestic. Sau này lâu lắm lắm. Sau này lâu lắm. Về cái thời điểm anh mới qua thì anh có tham gia ban nhạc nào không? Có, lúc anh mới qua thì ban nhạc đầu tiên mà anh chơi là ở quán cà phê Trang á. Anh Chí Tài chơi đàn guitar, anh chơi keyboard, một người chơi bass, một người chơi trống. Trống là như Đức. Thì anh chơi được 2 tuần thì ban nhạc Chí Tài anh được mời đi qua một cái club khác để chơi nhạc vũ trường. Cũng phòng trà chứ chưa phải vũ trường. Vẫn ngồi nghe rồi. Ngồi vô khán giả của mình thời gian đó trong cái vũ trường, cái phòng trà nó chừng cỡ khoảng 100 người trở lại. Thì ban nhạc là có anh Lê Trung Hưng guitar nè. Lê Trung Hưng là em nghe những cái ban nhạc Ngô Thiệu Miên là ảnh là đàn guitar trong đó đó. Vậy hả? Rồi anh Thanh Lâm thổi kèn nè, rồi anh Chánh chơi trống nè. Rồi anh là keyboard, bass là anh Mỹ chơi bass. Cái đó là phòng trà chứ không phải là trà vũ trường. Sau đó một thời gian thì anh chơi đàn guitar mình nổi tiếng lắm, vô thường á. Mở một cái phòng, cái vũ trường Ritz với là anh Lê Đức Long. Lê Đức Long mà sau đây là nhạc sĩ sáng tác bài Tiễn Đưa đó. Đặng Hiền á. Đặng Hiền á. Thì anh Lê Đức Long và anh Vô Thường là bạn nhau. Hồi lúc mà anh chơi phòng trà đó thì anh Lê Đức Long tới hoài à. Anh yêu văn nghệ lắm, nó lên hát, anh mê quá, anh mở cái vũ trường Ritz. Ảnh với anh Vô Thường cùng nhau mở vũ trường Ritz thì mời anh về đó làm. Ban nhạc của anh ở cái phòng trà nó cũng dọn qua đó luôn. Anh với anh Lê Trung Hưng với anh Chánh, anh Lâm chơi vũ trường thời đó. Thì thời đó là bắt đầu trung tâm Dạ Lan mạnh lên. Trung tâm Dạ Lan thời đó rất mạnh. Với những cuốn băng nhiều chủ đề đó, nhiều ca sĩ hát nữa. Không, anh nghĩ trung tâm Dạ Lan thời gian đầu mạnh là bởi vì những người soạn chương trình giỏi. Họ đã kết hợp hài hòa giữa nhạc trước 75 và những sáng tác mới của bác Anh Bằng. Cho nên họ cân bằng được giữa mới và cũ. Và phòng thâu của Dạ Lan thời đó, anh cũng có thâu cho trung tâm Dạ Lan thời đó. Thì phòng thâu cũng tương đối còn thô sơ lắm. Mới có 8 trắc à. Ở ngoài gara phải không anh? Ở ngoài gara, kỹ sư là anh Thăng của May, với lại Bạch Đông, với lại Trần Ngọc Sơn, hòa âm chú Lê Văn Thiện, chú Văn Phụng, chú Quỳnh Anh. Rất nhiều người hòa âm cho trung tâm Dạ Lan thời đó. Toàn là người giỏi xung quanh. Lúc đó anh chỉ là người chơi trong studio thôi. Tức là ai hòa âm mình đàn thôi chứ lúc đó anh chưa hòa âm. Rồi khi mà trung tâm Dạ Lan thực hiện nhiều cuốn băng thì Asia ra đời khi nào? Và chưa đâu hả? Dạ Lan chưa. Dạ Lan xong một thời gian này á thì Dạ Lan mới là không còn Dạ Lan nữa. Dạ Lan lúc đó là gia đình của bác Bằng, anh Đông là chồng của chị Thi Vân, chị Yến, anh Thăng. Sau này đóng cửa Dạ Lan thì anh Thăng ra mở trung tâm may, thì bên anh Đông và Trần Ngọc Sơn với lại chị Thi Vân là thực hiện trung tâm Asia tất cả. Dạ Lan thì những bài hát trước 75 cũng như nhạc mới, còn Asia là chuyên về nhạc trẻ thôi. Asia thời gian đầu thì cái đường hướng của Asia là những tâm hồn trẻ mà, thì thực hiện những bài nhạc trẻ bắt đầu cũng là từ dạ vũ. Dạ đúng. Thì từ dạ vũ xong một khoa nhạc Pháp, Việt. Dạ đúng. Cái cuốn băng của Asia thời mà thực hiện thời đó mà anh rất là thích là cuốn băng của anh Musician và anh Di Quang á. Em có cuốn băng đó. Rất là hay. Nhạc hai người kết hợp nhau tài tình. Buồn ơi ta khóc thương thân mình, vắng em căn phòng giá lạnh, nỗi cô đơn nào không đau, nhớ thương bao giờ qua mau. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, puis mon cœur s'habille de noir. Thì lúc đó trung tâm Asia có một phòng thầu ở đường Fairview, đường Grand Road. Anh Đông với gia đình build một cái phòng thầu lớn, phòng thầu thật đẹp luôn. Anh nghĩ đó là một trong những cái phòng thầu lớn và tiêu chuẩn nhất của người Việt Nam ở hải ngoại. Thì cái phòng thầu đó 16 cách, coi như là khác hẳn với thời gian còn làm phòng thầu ở Gaza. Nó quy mô hơn, nó chuyên nghiệp hơn, máy móc tốt hơn. Thì lúc đó anh hay thường tới Asia để mà thâu băng với là Trần Ngọc Sơn với Bạch Hồng. Thì lúc đó là có truy đi sao chứ em, hay là sau này mới có? Chưa, lúc đó chưa. Truy đi sao thật sự ra nó chỉ là những cái mỹ từ thôi chứ nó không có. Tại thấy băng Asia sau này truy đi sao nghe nó oai. Nghe nó oai, nó trải qua một cái processor, nó truy đi lên chút thôi nhưng mà nó không phải là cái gì nó kinh khủng. Thì từ cuốn Asia số mấy thì anh bắt đầu anh cộng tác hòa âm chính cho Asia? Thời đó anh còn đi học, anh còn đi học ở cao sách Long Beach, cho nên khi nào mà anh có thời gian anh mới tới thâu đàn cho Trần Ngọc Sơn. Đôi khi Trần Ngọc Sơn hòa âm, đôi khi chú Thiện hòa âm, đôi khi Bill Patrick hòa âm, rất nhiều người hòa âm. Thì thời gian đó anh chưa có hòa âm nhiều, anh chỉ tới chơi đàn ở những cái studio thôi, như là Asia nè, anh Tùng Giang nè. Tất cả trung tâm họ cần một phòng thâu để mà họ thâu băng. Sau này có trung tâm làng văn nè, cũng cần một cái phòng thâu để mà thâu băng. Thì bên làng văn thì anh Tùng Giang làm nhiều nhất. Rồi tất cả những ca sĩ độc lập á, phần đông á, là họ thâu giữa phòng thâu Asia và phòng thâu của anh Tùng Giang. Thì Asia mặc dù lập trung tâm nhưng mà phòng thâu vẫn cho người mà ngoài mướn để mà thâu băng. Nếu mà cần mix luôn mọi thứ hết. Thì rất nhiều ca sĩ thâu từ cái recording studio của Asia và anh Tùng Giang. Như của Asia em thấy có cô Thanh Thúy thâu, cô Lệ Thu có thâu từ phòng thâu Asia. Hầu hết tất cả ca sĩ thời gian đó nổi tiếng đều thâu, một là Asia, hai là anh Tùng Giang. Lúc đó đó bắt đầu băng video cũng nhiều người cũng biết đến, thì Asia hay là Dạ Lan không làm video từ thập niên 80? Lúc đó chưa có làm video. Đúng ạ. Lúc đó anh nghĩ một trong những người làm video đầu tiên là anh nhạc sĩ Trường Hải đó. Cũng bằng video không á. Không, băng nó cũng nổi tiếng lắm. Băng nhiều người thích lắm. Rồi sau này ở bên Pháp thì có Thúy Nga. Rồi sau này tới anh Tài. Anh Tài cũng có làm video. Rồi sau này mới tới Asia. Thì nghe cuốn video Anh Tài 1 thấy có anh đã... Có, hồi xưa anh ở nhà anh Tài mà. Anh Tài có một cái phòng thông 16 track. Anh Tài là một trong những người đầu tiên có phòng thông 16 track. Lúc đó anh độc thân mà anh ở đâu là không được. Lúc đó anh đang học cao sách không biết nữa thì anh thấy nhà anh Tài có nguyên phòng thâu, tại sao mình không về ở với anh Tài để lúc nào mình cũng vào phòng thâu được. Còn em ở trường một tuần nó cho em vào phòng thâu chừng 1 tiếng là nhiều. Cái phòng thâu nó mắc tiền, nó đổ cho nhiều người vào đâu. Anh may mắn anh chơi chung ban nhạc anh Tài, xong đó anh ở chung nhà với anh Tài luôn. Thì anh có nguyên cái phòng thâu 16 track để anh dọc, cho nên dọn gì đó anh ở luôn. Thực hành ngay tại phòng thâu ở nhà luôn. Thực hành rồi. Lúc đó mình còn lơ mơ lắm, nhưng mà nhiều khi Tài nó hẹn người tới thâu xong rồi nó bận đi đâu đó, là anh cũng phải nhảy vô, anh phải tự động anh bấm luôn. Set up trống rồi mọi thứ, rồi xưa thâu trống gỗ. Là đánh thật luôn đó. Có trống gỗ rồi chạy microphone rồi. Nó cho mình được cái gọi là một cái kiến thức mà rất là thực tiễn, tại vì em đặt em một vào một vị trí mà em bắt buộc phải làm thì em phải tìm hiểu rồi. Theo thời gian em có kinh nghiệm thôi. Em thấy ban nhạc Anh Tài là một ban nhạc trẻ mà cũng mời rất nhiều những tiếng hát lớn cộng tác như là cô Thanh Thúy, ông Vũ Khanh, cô Khánh Ly hát. Anh Tài thời đó ảnh ngoài vấn đề là ban nhạc chơi nhạc trẻ, nhưng mà ảnh cũng thực hiện ban Anh Tài thử cho ảnh mời rất nhiều ca sĩ nổi tiếng cho trung tâm Anh Tài. Anh Tài tại đó cũng có trung tâm ban nhạc. Rồi có trung tâm Giáng Ngọc nữa. Trung tâm Giáng Ngọc, đúng ạ. Trung tâm Giáng Ngọc là một trung tâm của anh Lê Bá Trư. Anh thực hiện rất điều đặn. Hầu như là khi mà Giáng Ngọc ra thì trung tâm Giáng Ngọc ra thì làm rất nhiều ca sĩ mà vừa nổi tiếng và vừa chưa nổi tiếng. Để đưa một số ca sĩ mới nổi tiếng sau này lên. Anh nhớ ông làm như Tuấn Vũ thâu bên Giáng Ngọc rất nhiều. Anh Hồ cũng rất nhiều. Thì Giáng Ngọc cho họ có những cái cơ hội mới để họ tham gia vào vấn đề thâu băng. Nhờ đó nhiều ca sĩ đã thành công. Và anh cũng đã đàn cho ban Giáng Ngọc rất là nhiều. Từ cuốn băng chị Ngọc Lan. Giáng Ngọc cũng vậy, Giáng Ngọc cũng là một trung tâm nhưng mà cần phòng thâu để thâu. Mà lại không có thì, studio riêng. Thì Giáng Ngọc cũng phải nhờ một là của anh Tùng Giang, hai là của Asia. Có nhiêu đó hoặc là của anh Tài. Mấy cái phòng thâu đó thôi. Chạy vòng thôi. Thì thời đó sau này Chí Tài cũng là phòng thâu. Sau này. Còn thời đó thì không có nhiều đâu, thời đó phòng thâu mà tiêu chuẩn thì chỉ có anh Tùng Giang với lại phòng thâu của Asia là tốt, có chất lượng và âm thanh rất sáng tạo. Thì chỉ có hai cái phòng thâu đó là hầu như nó cái sự hoạt động của ngành âm nhạc ở Việt Nam đó. Mỗi từng nhạc sĩ, ca sĩ gặp nhau trong phòng thâu nó nhiều hơn bây giờ. Như là một ngày thường là gặp nhau trong phòng thâu suốt. Một tuần nó có 7 ngày thì hầu như là 24 năm 6 anh đều xách đờn đi tới phòng thâu. Bữa nay thì phòng thâu anh Tùng Giang, ngày mai thì phòng thâu của Asia, ngày mốt thì phòng thâu của Chí Tài. Nói chung là mình cứ xách đờn mình đi đờn của những người nhạc sĩ khác của âm, mình chỉ là người đờn thôi. Những nhạc sĩ như anh thời đó cũng khỏe quá hả? Đi đàn thôi là cũng đủ cái thu nhập rồi. Thời đó làm nhiều tiền hơn bây giờ. Chưa kể đi show nữa. Nói không ai tin. Thật sự ra thời đó làm nhiều tiền hơn bây giờ. Anh là nhạc sĩ Trúc Hồ, CEO của SBTN. Thời đó làm rất nhiều tiền. Mà khỏe hơn nhau. Rất là khỏe. Tại vì một ngày anh chỉ làm có chừng 6 tiếng. Chẳng hạn như em sáng sớm em ngủ dậy, em cầm đờn em tới một cái section. Hôm nay là người hòa âm là Chí Tài đưa bài ra cho em, có 10 bài. Thì mình đờn 10 bài thì có trống là Peter Piper, B là Lu, anh là chơi piano. Thì 10 bài đó mình tới mình set up âm thanh thì chừng nửa tiếng là xong. Mọi người cắm đồ vô tại phòng thâu nó có sẵn rồi, nó chỉ cắm vô nó chỉnh lại thôi. Nó thâu hàng ngày mà. Thì 10 bài trung bình bài 5 phút vậy. Thì khi mà em thâu xong 5 phút thì chưa tới 2 tiếng là xong 10 bài. Trùng nhanh quá. Không phải nhanh, tại vì khi mà người nhạc sĩ hoặc âm họ viết nó rất là đúng á, đúng tiêu chuẩn á, thì những người nhạc sĩ chơi nhạc đờn rất nhanh. Âm nhạc là ngôn ngữ thôi. Chúng bây giờ em đọc sách hiểu tiếng Việt hay em hiểu tiếng Pháp thì em đọc sách Việt đọc Pháp thôi. Còn nếu mà mình hiểu âm nhạc thì mình đọc nó thì mình chơi thôi. Chỉ vấn đề là những người mà họ thích anh chơi đờn piano hơn người nhạc sĩ Hoa Kỳ, bởi vì anh biết được cái giai điệu của cái bài nhạc đó, cho nên anh đệm nó có mùi Việt Nam hơn. Cho nên hầu như là anh được kêu rất là nhiều. Rồi sau đó cái phần đó xong là anh được 10 bài đó anh phải gì về ôm hồi đắp. Thì chú Dây Văn Thiện hay là Trần Ngọc Sơn hay là ai đó hòa âm họ đều có những cái, hay là anh Trung Nghĩa hòa âm thì anh có những cái phần ôm hồi đắp. Basic xong thì phải có dần ôm hồi đắp là oboe, flute, violin, tiếng synthesizer, chỗ nào họ ghi sẵn trong cái phần hòa âm của họ. Thì anh lấy cái bài nhạc đó anh về nhà anh thâu. Nhà anh cũng có phòng thâu nhỏ cho riêng mình hả? Thâu được cái gì hết á, nhưng mà anh không có nhận thâu ngoài thôi. Anh chỉ dùng đó để anh overdub những gì mà anh đi ngoài. Anh mang về nhà cái anh tốn chừng 2 tiếng cho 10 bài nữa, tại vì nhạc người ta viết sẵn rồi, mình đâu có suy nghĩ. Nốt viết sẵn rồi thì mình chỉ lựa cái tiếng đúng ngay những gì mà người nhạc sĩ qua muốn mình chơi mình thâu vô thôi. Thì những người trung tâm họ thích những phòng thâu, họ thích như vậy là bởi vì họ đỡ mất tốn thời gian cái phòng thâu của họ. Anh cầm về anh overdub trong 10 bài 2 tiếng nữa. Nói chung là một ngày anh làm chừng 5-6 tiếng rồi về anh chơi tennis, đi spa, đời sống rất là bình an. Và rất là nhiều tiền thời gian đó. Mà em thấy lúc đó nó ngoài phòng thâu của Tùng Giang, của bên anh Tài, của Asia, Dạ Lan thì có phòng thâu South Fair. South Fair là người Mỹ. Phải không? Là John hả anh? Là không phải, John là một engineer đó thôi. South Fair hồi xưa là của một cái phòng thầu lớn của người Mỹ nằm ở đường Warner á, ở dưới gần có Mesa đó, Santa Ana. Thì cái phòng thầu đó là phòng thầu rất tiêu chuẩn. Họ có dàn thầu 24 trắc, analog thép 24 trắc. Cái bo rất là tốt, em nhớ hình như là cái bo MESG gì đó. Thì họ là một cái phòng thâu khá tiêu chuẩn ở vùng Orange County cho tất cả mọi người, chứ không rõ cho người Việt Nam không. Người Mỹ họ cũng tới đo thâu. Thì những người mà thích thâu phòng thâu South Fair đó là anh Thăng nè, của trung tâm May nè. Hòa âm là của anh Thanh Lâm nè. Anh Thanh Lâm đóng đô ở đó nè. Rồi của chị Diễm Xưa, của Thái Xuân đó. Cô Thái Xuân, trung tâm Thái Xuân sau này ra đó. Là đóng đô đó nhiều là anh Di Cường đó. Anh Trung Nghĩa là một trong những người thực hiện ban nhạc hòa tấu guitar 24 trắc đầu tiên là ở South Fair đó. Anh Trung Nghĩa anh cũng đóng đô ở South Fair nhiều. Em lại tưởng là cái đó của ổng chứ. Không phải, cái đó là một cái nơi phòng thâu khá nổi tiếng ở vùng này. Chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp. Phòng thâu họ build chuyên nghiệp lắm, đồ tiêu chuẩn quốc tế, cho nên những người nhạc sĩ hòa âm, những nhà producer họ thích tới đó thâu. Cái đó là một trong phòng thâu tốt nhất của người Việt Nam mình tới trong thời đó để làm thâu. Thì sao coi như hồi đó mở phòng thâu cũng rất là nhiều project để thực hiện trong một tháng một tuần. Phòng thâu hồi đó làm nhiều tiền hơn bây giờ. Phòng thâu hồi đó một cái phòng thâu em muốn bill đúng tiêu chuẩn cũng phải mấy trăm ngàn đó. Thì một giờ họ chạc cũng phải 60. Là chỉ phòng thâu thôi, chưa tính tiền engineer. Còn bây giờ gần mười mấy năm nay bắt đầu có xuất hiện của digital recording á, Pro Tools, Cubase, Logic, tất cả mọi thứ đều gói gọn trong cái computer nhỏ, ai cũng có thể thâu được. Cho nên phòng thâu bây giờ coi như là gần như là bankruptcy. Đúng rồi. Ít người tới phòng thâu lắm. Tại vì tới phòng thâu tốn 60 đồng, cộng thêm tiền engineer nhiều thứ qua cả 100 đồng. Trong khi họ cứ làm ở nhà, mọi người tự thâu. Thì cái đó là cái đại nạn cho cái musician. Đúng rồi. Những cái phòng thâu mà nổi tiếng họ vẫn còn làm được tới ngày hôm nay, phần đông là làm cho movie nhiều, post production. còn phòng thâu cho băng bây giờ nó tương đối giảm, giảm nhiều lắm á. Yeah. SBTN mình cũng có phòng thâu. Có. Anh có định là sau này sẽ bung ra cho tất cả mọi người tới thâu âm hay không? Anh nghĩ là SBTN mình sẽ có một cái điều hoạt minh lo vấn đề service những cái mà chuyên môn về thâu băng âm thanh và hình ảnh luôn. Ở SBTN mình đang thực hiện một cái phòng thâu tương đối tiêu chuẩn cao, tất cả những đồ của mình xài, hệ thống để mà mình build cái phòng mình nó đúng acoustic, chức năng là đúng để cái âm thanh nó đi đúng chỗ, không có bị văng lung tung. Thì anh nghĩ mình sẽ cho người ngoài, khuyến khích những khán giả nào mà muốn tới SBTN xuống thăm Lý Tô Sài Gòn, muốn thực hiện ban nhạc, SBTN sẽ thực hiện cho. Sẽ có một thì bạc minh lo vấn đề đó. Bởi vì em có vài người bạn cũng ở xa xuống, mỗi lần muốn thâu băng thì tìm phòng thâu rất là cực. Tại vì không tìm ở đâu ra hết. Tại vì phần đông bây giờ họ về nhà hết. Họ không có phòng thâu rõ ràng là phòng thâu. Thật sự cái technology bây giờ á, em muốn về nhà để em thâu những cái vocal á, nó không có khó như hồi xưa. Em chỉ tốn chừng mấy chục ngàn thôi em làm được rồi. Một phòng thâu tại gia. Tất nhiên là vừa đủ cho em thâu vocal thôi. Còn mấy cái khác thì nó cách rối hơn. Vừa đủ thâu vocal thì em tốn chừng mấy chục ngàn. Một cái software, một cái computer, một cái pre-game, một cái compressor, một cái microphone. Microphone có cái từ 3.000 cho tới 15.000. Nói chung là tùy theo cái đồ mà em chọn để mà cái phòng thâu ở nhà của em. Nó có thể biến từ 10.000 cho tới 100.000. Nó khi mà em muốn tới cái đồ chuyên nghiệp, cái đồ nó mắc lắm. Cái mà rẻ hơn ở nhà là tại vì em không build cái phòng thôi. Em build cái phòng nó tốn rất nhiều tiền. Còn nếu mà em chỉ để một cái chỗ nhỏ để em thâu tiếng hát không, thì cái tiền đồ của em và tiền đồ của SBTN để bỏ ra để thâu tiếng hát. Nếu mà em muốn cái gọi là chất lượng cao thì cái giá nó cũng giống nhau, mà cái VM nó cũng phải bao nhiêu tiền chứ. Một cái microphone trung bình mà xài được, đối với anh xài được cũng phải là 3.000 mấy. Nó có thể lên tới 15.000. Cảm ơn anh đã chia sẻ về các trung tâm buổi đầu của người Việt hải ngoại. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Hành trình âm nhạc vào kỳ tới. Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu CD Anh Không Chết Đâu Em. CD gồm 13 ca khúc viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sbtnhomeshopping.com hoặc gọi 888 500 2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842. Giá CD chỉ có $10 và $5 tiền cước phí.